liên quan đến vấn đề tư vấn cai nghiện ở Việt Nam. Thì chúng ta đã biết là từ khi mà chúng ta bắt đầu có chương trình phòng chống thuốc lá thì vấn đề tư vấn cai nghiện cũng là một trong vấn đề mà được các bác sĩ và những nhà chuyên môn rất là quan tâm, vì nó liên quan rất nhiều đến các bệnh căn bệnh hô hấp, đặc biệt là COPD, các bệnh về tim mạch và gây ra rất là nhiều các cái căn bệnh ung thư. Chúng ta đều biết là như vậy, và đứng trước cái thực trạng là cái người Việt Nam của chúng ta thì có cái tỷ lệ sử dụng thuốc lá rất là cao. Theo cái điều tra GAT năm 2015 thì có tới 45,3% nam giới hút thuốc. May mắn là tỷ lệ sử dụng thuốc lá trong nữ giới của chúng ta thì vẫn còn thấp, đúng không ạ, là 1,1%. Thế thì đứng trước cái tình trạng như vậy thì càng ngày thì cái nhu cầu cai nghiện thuốc lá nó càng tăng cao trong cộng đồng. Cũng theo cái điều tra năm 2015 thì chúng ta đã thấy là có 53,6% người đang hút thuốc thì có kế hoạch là muốn bỏ thuốc trong một cái khoảng thời gian nào đó. Và đặc biệt là có 5,2% người đang hút thuốc, tức là khoảng 0,8 triệu người, đúng không ạ, có kế hoạch bỏ thuốc trong tháng tới. Thì đây là cái đối tượng đích mà chúng tôi rất là mong muốn các anh chị chuyên môn ở các bệnh viện cũng như là các những cán bộ y tế cộng đồng tập trung can thiệp để làm thế nào đấy mà 0,8 triệu người muốn bỏ thuốc này, chỉ cần nửa họ bỏ được thuốc mỗi năm thì đã là tuyệt, quá tuyệt vời rồi. Tất nhiên là đấy là con số mà cũng có thể trong thời điểm này nó là không tưởng, nhưng mà đấy thì chúng ta thấy rằng là cộng đồng chúng ta thì cái nhu cầu về tư vấn cai nghiện nó rất là lớn, và làm thế nào để trong tương lai gần chúng ta có thể đáp ứng được những cái nhu cầu thế này ở cộng đồng thì hết sức là cấp thiết, vì nó sẽ làm giảm đáng kể các cái tỷ lệ mà người ta bị các cái bệnh mãn tính về đường hô hấp, rồi mắc các bệnh nan y, ung thư phổi, rồi rất nhiều các căn bệnh về tim mạch. Thế thì từ khi mà luật phòng chống thuốc lá ra đời vào năm 2012 và có hiệu lực vào năm 2013 thì là Chính phủ và Quốc hội đã cho Bộ Y tế thành lập cái quỹ phòng chống lại thuốc lá, và quỹ này thì hiện nay đang hỗ trợ cho tất cả 63 tỉnh thành phố cũng như là các bộ ngành triển khai các hoạt động về phòng chống lại thuốc lá tương đối là toàn diện, đặc biệt là cái hoạt động truyền thông thì ngày càng được quan tâm và tổ chức sâu rộng từ trung ương đến địa phương. Bên cạnh đó thì cái hoạt động tư vấn cai nghiện cũng là một trong những cái nội dung mà chúng tôi hết sức quan tâm. Chính vì vậy mà từ năm 2015 thì với sự phối hợp của trung tâm hô hấp bệnh viện Bạch Mai thì chúng tôi đã thành lập cái đường dây tư vấn cai nghiện thuốc lá với cái tổng đài số 1800 6606, số rất đẹp, đúng không ạ. Thì đây là cái số mà để cho mọi người có thể dễ dàng nhận biết và dễ dàng gọi đến để nếu mà chúng ta có đủ quyết tâm để bỏ thuốc hoặc bắt đầu có ý nghĩ về tìm hiểu về tác hại thuốc lá cũng như là xem là có nên bỏ thuốc hay không, có thể gọi đến để xin ý kiến tư vấn của các nhà chuyên môn để có thêm nghị lực, quyết tâm, có thêm hiểu biết để bỏ thuốc. Thế thì giai đoạn đầu thì mới thí điểm ở Bạch Mai và 5 bệnh viện. Nhưng đến nay thì chúng ta đã thí điểm thành lập phòng tư vấn cai nghiện thuốc lá. Năm 2016 là bắt đầu đã thêm 9 bệnh viện rồi, và tổng số bây giờ chúng ta có 10 bệnh viện tất cả, đúng không ạ? Và chúng ta cũng đã cố gắng tổ chức cái hoạt động tư vấn cai nghiện tương đối là bài bản, cũng mua một số trang thiết bị, rồi cũng tập huấn, rồi cũng tổ chức các cái lớp để truyền thông về lợi ích về của việc có cai nghiện thuốc cho cộng đồng. Và nhất là gần đây thì quỹ Ngoại thuốc lá đã hỗ trợ để truyền thông rất là rộng rãi cái số điện thoại tư vấn cai nghiện của trung tâm hô hấp Bạch Mai cũng như là một số các cái bệnh viện trong toàn quốc. Thì đây là một cái cách làm để làm thế nào đấy cái dịch vụ tư vấn cai nghiện của chúng ta ngày càng tiếp cận được nhiều sâu và rộng hơn đến các cái người dân cộng đồng, đặc biệt là các cái đối tượng mà đang nghiện hút. Thế thì trong năm 2015 đến 2017 thì các cái tổ chức hoạt động tư vấn cai nghiện thuốc lá của chúng ta thì cũng đã bước đầu đạt được một số các kết quả nhất định. Theo cái báo cáo của các bệnh viện mà chủ yếu là bệnh viện Mai thì số người được tư vấn ngắn về cai nghiện thuốc lá năm 2017 là được khoảng hơn 12.000, và vừa rồi vừa ngồi cạnh chị Phương thì Phương có nói là bây giờ đã được hơn 20.000 cái cuộc gọi đến để tư vấn cai nghiện rồi. Như vậy là càng ngày thì cái hiệu suất, đúng không ạ, công suất, hiệu suất làm việc của trung tâm tư vấn cai nghiện chúng ta càng ngày càng tốt, càng cao. Và hy vọng rằng là với cái số lượng người gọi như vậy thì thứ nhất là mình cũng đánh giá được cái nhận thức của người dân cộng đồng nó đã rất là tốt hơn trước rất nhiều. Chỉ cách 1-2 năm trước đây thôi thì số lượng người gọi đến cái đường dây này nó còn rất thấp so với con số hiện nay, tôi nhớ nếu không nhầm bằng phần 10 thôi, khoảng 2-3.000 cuộc gọi thôi. Thế nhưng mà bây giờ chúng ta đã khoảng độ gần 21.000 rồi thì tôi thấy là rất là đáng khích lệ. Và hy vọng là với số lượng người gọi nhiều như vậy thì cái tỷ lệ cai nghiện cũng càng ngày càng tăng. Theo con số thống kê thì năm 2017 thì cái số lượng người cai thuốc thành công là khoảng 270 người.
Thế thì bên cạnh những cái việc tư vấn cai nghiện đấy thì cái vấn đề nâng cao năng lực cho cái đội ngũ tư vấn cai nghiện cũng hết sức là quan trọng. Và trong cái thời gian vừa qua thì với cái sự hỗ trợ của Trung tâm Hô hấp bệnh viện Bạch Mai thì quỹ cũng đã hỗ trợ để có thể tổ chức được rất là nhiều các lớp tập huấn về tư vấn cai nghiện thuốc lá. Và hôm nay cũng phải rất xin lỗi thầy Bảo rồi cô Phương rồi chị Hạnh là cho đến bây giờ thì sau khi mà cái tài liệu tư vấn cai nghiện quốc gia đã được hội đồng thẩm định rồi thì vẫn chưa in được, để đáng nhẽ là hôm nay được phát được, hôm nay trên đường mới thấy cũng rất là xấu hổ. Để đáng nhẽ cái tài liệu đấy đã phải in ra và phát cho anh chị trong cái cuộc họp ngày hôm nay, tuy nhiên thì cũng bởi vì một số lý do liên quan đến vấn đề hành chính nữa, cho nên bây giờ thì mình vẫn chưa in được cái quyển đấy. Thì rất là xin cam kết với các anh chị là từ giờ đến cuối năm thì sẽ có được cái quyển tư vấn cai nghiện một cách đầy đủ để gửi đến các chị. Nhiều khi là muốn nhanh nhưng mà các cái thủ tục hành chính nhiều khi là cũng gây một số các cái khó khăn trong quá trình mà chỉ in một cuốn sách thôi thì nó cũng là cả một vấn đề. Và nhờ những cái lớp tư vấn như thế này thì cũng tăng cường hơn nữa được các cái hiệu quả trong công tác tư vấn cai nghiện thuốc lá ở tại các cái cơ sở y tế. Có một cái băn khoăn mà tôi cũng rất là mong các thầy các cô suy nghĩ giúp là hiện nay chúng ta mới tập trung việc tư vấn cai nghiện thuốc lá tại các bệnh viện, tại các cơ sở y tế. Tuy nhiên thì rõ ràng là cái người dân ở trong cộng đồng có nhu cầu cai nghiện rất là lớn, mà không phải ai cũng vui vẻ tự nhiên đi đến bệnh viện làm cái gì nếu người ta không mắc một cái bệnh nào đó. Thế thì tại sao chúng ta lại không có một cái mô hình nào đấy mà chúng ta có thể học tập ở nước nào đó để chúng ta có thể vươn tới cộng đồng, mà cái người tư vấn cai nghiện thuốc lá thì một cách rất là bài bản thì đúng là phải các bác sĩ làm, nhưng ở những cái mức với những cái đối tượng mà nó không quá nặng về hút thuốc ấy, thì có thể là chỉ là những cái cán bộ công tác xã hội, những cán bộ cái gì nhỉ, gọi là y tế thôn bản ấy, hoặc là những người có kiến thức vừa vừa về y tế thôi, người ta cũng có thể giúp được cho người dân cộng đồng là bỏ thuốc lá. Thì cái đấy tôi nghĩ là nó có thể là nó lâu dài và nó có thể tăng được cái hiệu quả hơn là chúng ta chỉ tập trung vào các bệnh viện. Thế thì có thể là trong thời gian đầu chúng ta tập trung vào cán bộ y tế vì các chị đã có sẵn kiến thức rồi và là những người cực kỳ nhiệt huyết với sức khỏe của cộng đồng thì chúng ta triển khai. Nhưng có lẽ là trong lâu dài chúng ta phải nghĩ xa hơn một tí, xem ra là cộng đồng thì cái mô hình nào là phù hợp, giao cho ai làm công tác này thì nó sẽ có hiệu quả hơn và nó sẽ ít chi phí hơn. Thì cái đấy là cái mà tôi cũng hay nghĩ nhưng mà nói thật là chưa nghĩ ra cách nào cả. Thế nên là thôi thì cứ làm tốt những cái gì mình làm trước mắt đã, thì đấy cũng là một cái đề xuất mà cứ là mong anh chị trong quá trình chúng ta làm việc thực tiễn thì chúng ta có thể có những cái đề xuất cho nó phù hợp hơn. Và gần đây thì chúng tôi cũng đã tiến hành các cái làm việc với trường Đại học Y Hà Nội, trường Y tế Công cộng để làm các cái nghiên cứu đánh giá nhu cầu về cai nghiện thuốc lá mang tính chất là toàn quốc, rồi nghiên cứu về các cái hiểu biết của cán bộ y tế về tác hại thuốc lá, rồi luật tất cả các cái nội dung về vấn đề tư vấn cai nghiện. Thì đây là cũng là những cái, vì thời gian hôm nay rất là hạn hẹp nên chúng tôi cũng không có cơ hội để trình bày, mời các cái nhà nghiên cứu để trình bày các kết quả đánh giá này. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng hy vọng rằng là trong cái thời gian ngắn nhất thì quỹ sẽ phối hợp và hỗ trợ cho trung tâm chỗ chị Phương sẽ tổ chức những cái hội nghị như vậy. Và trong tương lai chúng ta cũng nên tổ chức những cái hội nghị quốc tế về vấn đề tư vấn cai nghiện tại Việt Nam. Tại sao các nước làm được mà mình không làm được, đúng không ạ? Thì mình có thể mời các chuyên gia hàng đầu của thế giới, hoặc là không hàng đầu thì hàng thứ hai cũng được, nhưng họ đến đây họ có nhiều kinh nghiệm, họ sẽ chia sẻ thì nó vừa nâng cao năng lực cho cán bộ của chúng ta ở đây, đồng thời cũng là có những cái bài học kinh nghiệm rất là tốt để chúng ta có thể học hỏi thêm. Thì đấy là những cái gợi ý mà chúng ta cũng rất là mong muốn trong cái thời gian tới chúng ta sẽ có thể làm được trong thời gian 1-2 năm tới, 2019-2020. Vì hiện nay là quỹ thì đang xây dựng cái kế hoạch 2 năm một lần, thì rất là mong chỗ chị Phương, chỗ thầy Châu thì sẽ quan tâm để phát triển thêm các cái phương án để tư vấn cai nghiện cho nó có thể phong phú và hiệu quả hơn. Và ngay cả vấn đề tư vấn cai nghiện qua tổng đài, chúng ta cũng phải nghĩ ra cái cách nào đấy để duy trì cái hành vi, ví dụ người nào đã bỏ thuốc rồi thì phải cái cách để duy trì cái hành vi đấy của người ta bằng cách thỉnh thoảng bảo là anh vẫn bỏ thuốc chứ, hoặc thế nào đấy để nhắc nhở người ta là đừng hút thuốc nữa chẳng hạn. Hoặc những người nào chưa bỏ thì thời gian lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, có thể là gọi điện thoại hay là đỡ tốn hơn là nhắn tin như cái chị Philippines chị nói. Thì tôi nghĩ rằng là chỉ một việc làm thôi, nhưng nó có nhiều cách để làm, thì chúng ta cũng nên đào sâu suy nghĩ để có thể có cái biện pháp nó hiệu quả hơn. Thế còn các cái quy định về tổ chức tư vấn cai nghiện và tổ chức cai nghiện thì đã được quy định tại nghị định số 77/2013 của chính phủ rồi, và trong này quy định rất là khá là cụ thể, không phải là rất mà là khá thôi, khá cụ thể về các cái điều kiện để thành lập các vòng tư vấn cai nghiện, và thực sự là nó cũng không có gì khó khăn cả. Thì hy vọng rằng là với cái nhiệt tình và với cái sự quan tâm về công tác phòng thuốc lá, cũng như là nó có mối liên quan rất là mật thiết đối với các bệnh hô hấp, thì chúng ta sẽ tham khảo các quy định
định trong nghị định số 77 này, thì tôi xin phép là không đọc ở đây nữa đúng không ạ? Thì để các anh chị có thêm cái nhiệt huyết và có thêm cái hiểu biết để chúng ta có thể, nếu muốn có thể thành lập được các cái phòng tư vấn cai nghiện hoặc là phòng tư vấn không tôi cũng được, thì để làm thế nào trong cái thời gian ngắn nhất chúng ta có thể đẩy mạnh được hơn cái công tác về tư vấn cai nghiện trong cái thời gian tới ạ. Rất là cảm ơn anh chị đã chú ý lắng nghe. Tiếp theo thì chắc là mời anh Bình sẽ tiếp tục. Trong lúc chờ đợi thì thực ra là thạc sĩ Phan Thị Hải rất là bận, là phó giám đốc quỹ phòng chống tác hại thuốc lá quốc gia luôn, cho nên mời được chị tới đây là khó lắm chứ không phải dễ. Mà đã là sáng nay là chị đã gọi rồi, chị nói là chị không có thể tới chiều nay được đâu, nhưng mà phải nói là mình năn nỉ hết sức để chị Hải có thể tới được. Và mình thấy được rằng là đúng là chúng ta là những người nhân viên y tế thôi á, mình làm việc thì nhiều khi mình không có nghĩ được rất là xa, cho nên vẫn phải có những cái suy nghĩ người ta gọi là out of box thinking giống kiểu chị Hải. Thì tụi mình sẽ có thêm những cái thứ mà mình đi xa hơn nữa. Ví dụ như là tại sao cứ phải bác sĩ mới đi tư vấn điều trị cai nghiện thuốc lá, điều đó cực hay. Nếu mình có thể mở lớp cho người dân bình thường cũng có thể tư vấn cai nghiện thuốc lá được, tư vấn ngắn cho ông chồng hoặc là người trong gia đình thì nó đã thành công rất là nhiều rồi. Thì cái ý đó hay thật. Thành ra là cũng hy vọng là sắp tới sẽ mình phối hợp mình tổ chức lại, và hy vọng là sẽ có quỹ phòng chống tác hại thuốc lá quốc gia đứng đằng sau hỗ trợ về mặt tài chính rất là mạnh, rồi cũng như là hỗ trợ về mặt chính sách nữa. Thì trong cái phần trình bày của tôi ngày hôm nay thì phải nói là tôi thì đi báo cáo rất là nhiều, nhưng mà được báo cáo của ngày hôm nay tôi rất là vui, bởi vì cái này là một cái sự chờ đợi cũng nhiều năm. Từ lúc mình bắt đầu biên soạn cái hướng dẫn quốc gia phòng chống tác hại thuốc lá đó, cái tư vấn điều trị cai nghiện thuốc lá, đến cái lúc mà nó được duyệt và ra thành hướng dẫn, cả một cái chặng đường dài cả chục năm chứ không phải là một ngày. Hôm nay hôm nay là xin cảm ơn nhân vật hướng dẫn này. Thì đây là thực ra là một cái thành tựu của chung cả một nhóm. Vậy đầu tiên là phải nói là có cái sự chỉ đạo từ phía trên Bộ Y tế, từ chỗ mà Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá quốc gia đó, hồi trước là Vinacos, rồi sau đó là sự phối hợp của quốc gia viết ra, rồi trong Nam ngoài Bắc đặt tới đặt lui đặt xuôi được bao nhiêu lần, thẩm định tới thẩm định lui thì nó mới ra được cái hướng dẫn này. Thì hôm nay cũng xin giới thiệu cho quý vị đại biểu. Như vậy là cái hướng dẫn quốc gia này nó có 55 trang thôi, không có nhiều, có 15 bản, 7 sơ đồ, 4 hình và 56 tài liệu phần đó, trên đây từ chương 1 đến chương 5 như vậy. Thì trong cái phần đầu tiên á, và phần tổng quan á, người ta sẽ đi qua những cái phần về cái đại cương về cai nghiện thuốc lá, trong đó những cái chi tiết là rõ về thế nào là một cái định nghĩa về nghiện thuốc lá, về cái cơ chế cai nghiện thuốc lá như thế nào, về những tiêu chuẩn làm sao để chúng ta có thể chẩn đoán được nghiện thuốc lá như là một cái căn bệnh thực sự chứ không phải một điều rất là đơn giản. Phần thứ hai người ta sẽ nói về những gánh nặng tư vấn điều trị cai nghiện thuốc lá chưa được cập nhật và triển khai đúng mức. Ví dụ
hướng dẫn quốc gia này được xây dựng bằng cách nào? Thứ nhất là nó sẽ dựa trên cái tài liệu và kinh nghiệm về kiểm soát nhiễm thuốc lá. Sau đó là nó dựa trên sự tham khảo các hướng dẫn quốc gia khác về điều trị cai nghiện thuốc lá trên thế giới. Những cái hướng dẫn này sẽ đảm bảo được là nó được xây dựng trên cơ sở những chứng cứ, và mình tìm những cái hướng dẫn nào nó có cái đặc điểm văn hóa kinh tế nó tương đồng với xã hội Việt Nam của mình, thì mình ưu tiên mình đặt tham khảo. Và cái điểm số 3 nữa là kết hợp với những cái kinh nghiệm lúc đầu trong việc triển khai tư vấn điều trị cai nghiện thuốc lá tại Việt Nam, ví dụ quá trình tiếp xúc với cộng đồng thế nào, mình giáo dục ra làm sao, quá trình triển khai tư vấn thế nào, thì nó được viết thành cái cuốn hướng dẫn này. Có thể nói đây là một hướng dẫn quốc gia mà mình không có dùng, không có phiên dịch nhiều, tức là phải viết ra từ trong đó nhiều hơn, thì chắc chắn là nó sẽ có những cái điểm mà nó không được bằng với những hướng dẫn mà mình trước kia. Đây là những cái tài liệu nghiên cứu mà mình phải dùng để phát triển trong cái nghiên cứu này. Cái phần số 5 thì mình có nói về cái đặc điểm quan trọng của hướng dẫn, thì nó có hai cái đặc điểm thôi. Cái hướng dẫn này, cái tinh thần nó thể hiện hai ý. Ý thứ nhất là dù là tư vấn chuyên sâu hay tư vấn mà sơ bộ bên ngoài thôi, thì nó cũng theo cái mô hình 5A cả. Tức là cũng có hỏi, khuyên, đánh giá, hỗ trợ và sắp xếp theo dõi người bệnh nhân. Và nó thể hiện rõ hai mức độ can thiệp, mức độ ban đầu của tuyến y tế cơ sở hoặc bệnh thế nào vậy, và thứ hai là chuyên sâu thì khó quá cần chuyên gia thì nó làm như thế nào. Thì cái mô hình tư vấn 5A ở đây thì chúng ta sẽ thấy là nó có những cái điểm. Thứ nhất là chúng ta sẽ có là hỏi xem là có đang hút thuốc lá không, yes or no, là có đang hút hay là không đang hút, thì sẽ vô bên này là advice, là khuyên, guide đi. Để sau đánh giá là có thực sự muốn bỏ hay không, có hay không, nếu muốn thì thôi cho thuốc điều trị, nếu không muốn thì can thiệp làm sao để cho muốn. Muốn thì giúp cho thuốc, mà không muốn thì làm cho muốn. Cái hướng dẫn này nó quan trọng rất là nhiều ở cái thành tố là làm sao cho người ta muốn cai thuốc lá, chứ không phải là quan trọng của thành tố là người ta muốn rồi thì mình giúp làm sao. Đương nhiên muốn rồi giúp làm sao thì rất dễ, thì dễ hơn chứ không phải là rất dễ. Nhưng mà không muốn, muốn làm cho người ta muốn thì là khó hơn. Ở phía bên này nếu người ta không cai thuốc lá, không có đang hút thuốc lá, thì mình sẽ hỏi là có đã từng hút thuốc lá chưa, và nếu không thì ok, mình sẽ theo dõi tiếp. Nếu có thì mình sẽ coi là có vừa mới bỏ không, có gặp khó khăn gì không. Nếu mà có thì lúc đó mình phải cung cấp những cái biện pháp để phòng ngừa và tái nghiện, còn nếu không thì mình tiếp tục là khuyến cáo thêm. Tức là nó đã phân loại cái người hút thuốc lá ra thành những cái nhóm nhỏ hơn, để mà sau đó người cán bộ y tế của mình có thể can thiệp cho thành từng bước từng bước. Cũng giống như là trong hô hấp chúng ta có là CBD, thì có lại cái này ABCD, rồi hen, rồi kiểm soát, kiểm soát cái kiểu như vậy, để rồi mình chứ mình không có nhìn những người nghiện thuốc lá giống như là những người nghiện thuốc lá chung. Mình sẽ đi sâu một chút thì nó sẽ hơn. Thì với từng một cái khoảng mục của trong cái mô hình 5A này thì nó đề cập trong các cái chương tương ứng. Ví dụ như trong cái đoạn này thì là ở chương 2 đây đó. Trong cái đoạn này ví dụ như là advice, khuyên như thế nào thì là chương 3, hoặc là hỗ trợ thế nào chương 3 ở đây. Còn nếu mà trong cái đoạn mà hỗ trợ mà dùng thuốc thì là chương 4. Như vậy mình có thể thấy nói là chương 2 nó tập trung các cái khuyến cáo, cái hướng dẫn bằng cách thế nào chẩn đoán cho ra. Chương 3 thì nó tập trung một cách nói như thế nào, khuyên như thế nào, và chương 4 tập trung thuốc như thế nào. Vậy thì cái sườn, cái gốc chính ở trong hướng dẫn này nó nằm ở chương 2, chương 3 và chương 4, để hiện phần chẩn đoán, nói, tư vấn và điều trị bằng thuốc. Vậy thì hai cấp độ can thiệp của mình thì gồm có gì? Cấp độ thứ nhất là cái cấp độ ban đầu, tức là primary, khi mới gặp bệnh nhân, khi người điều dưỡng gặp bệnh nhân, khi người hộ lý gặp bệnh nhân thôi, chứ không phải là bác sĩ của mình. Thì cái tư vấn này gọi là tư vấn ban đầu, tư vấn ngắn, nó chỉ có 3-10 phút thôi, phải nhỏ hơn 4 lần. Thì tư vấn viên là nhân viên y tế đã qua đào tạo cơ bản, thì ở nhân dân gia đình chúng tôi làm thì đào tạo cơ bản, vậy thì họ một buổi thôi, một buổi chiều vô, 1:30 cho đến khoảng độ 3:30 xong. Vậy là họ đã có được kỹ năng để làm chuyện này rồi, mới đi đến đâu cần phải bác sĩ mới làm chuyện đó. Và người được tư vấn là mọi người hút thuốc lá,
thì có thể được tư vấn. Và nội dung mình đem ra tư vấn cho họ là những nội dung đơn giản, và điểm quan trọng nhất là đồng nhất cho mọi cá thể. Khi mà đưa ra những cái nội dung đồng nhất cho mọi cá thể thì dẫn đến cái chuyện là giáo dục nhân viên y tế rất là dễ. Bởi vì cái câu gặp cái câu đó thì nói câu này, gặp cái câu này thì nói câu kia, giống như là người máy vậy thôi. Thì như vậy thì nó sẽ dễ dàng rất là nhiều. Và tư vấn ngắn. Nhưng tư vấn chuyên sâu thì sao? Thì lớn hơn 10 phút và lớn hơn 10 lần, hơn 4 lần. Tư vấn viên thì nhân viên y tế đã qua đào tạo chuyên sâu. Thì thời gian vừa qua thì kết hợp với chuyên phòng mạch này của bệnh viện da, với là sự chỉ đạo của chỗ bệnh viện Bạch Mai của phó giáo sư do Vương Phương đấy, thì chúng ta tổ chức cái tập huấn tư vấn chuyên sâu như vậy. Thì thời gian nó là mất 3 ngày thì chúng ta cũng làm được điều đó, cũng tăng cao năng lực được nhiều. Nên chúng ta nghĩ rằng cái điều trị hen CBD nó đào tạo liên tục, nhưng mà điều trị thì chúng ta thì không có mất nhiều thời giờ lắm, thì mình có thể làm được chuyện đó. Và khi mà những người này thì sau khi họ được đào tạo chuyên sâu rồi thì cái đối tượng tư vấn sẽ là những người nghiện thuốc lá mà khó chịu, làm mãi không cai được, người coi như là ca khó đó, thì mình sẽ làm. Cái chương 2 thì để đề cập đến đánh giá cái nghiện thuốc lá. Thì trong cái phần đánh giá cái nghiện thuốc lá thì mình làm cái gì? Thứ nhất là đánh giá ban đầu. Ở trong cái hướng dẫn này đề ra những cái điểm mà chúng ta cần phải đánh giá ban đầu. Thì thứ nhất là đối với mọi bệnh nhân đến cơ sở y tế thì phải hỏi cái câu: ông bà có đang hút thuốc lá hay không? Vậy là mình ra một kiến, mình huấn luyện trong cái lớp ấy là mọi người hỏi câu này. Nếu bệnh nhân mà đang hút thuốc lá thì hỏi cái câu số 2 là: ông bà có muốn cai thuốc lá không? Còn nếu như bệnh nhân không đang hút thuốc lá thì phải hỏi cái câu là: ông bà đã có từng hút thuốc lá hay không? Bởi kết quả của ba cái câu hỏi này, chỉ có ba câu thôi ha, là: ông bà có đang hút thuốc lá không? Ông bà có muốn cai thuốc lá hay không? Và ông bà có đã từng hút lá hay không? Thì nó kết quả đánh giá ban đầu thì nó có thể giúp cho mình xác định được cái tình trạng là người này chưa hút, người này là cai đã lâu rồi, hoặc là mười mấy cai thôi. Và cuối cùng là người ta có muốn không? Đấy, có hai câu chuyện: có hút và có muốn không. Hai cái câu chuyện vậy phối hợp lại. Thì sau đó, còn nếu đó là cái phần đánh giá ban đầu, còn nếu đánh giá chuyên sâu thì sao? Đánh giá chuyên sâu thì nó khác biệt với đánh giá ban đầu. Ban đầu chỉ có hai chuyện: có hút hay có muốn không, hai chuyện. Còn đánh giá chuyên sâu thì thứ nhất xem thử rằng cái muốn đó thì muốn cỡ nào, yêu đó là yêu cỡ nào, ghét đó là ghét cỡ nào. Cho nên nó sẽ dùng bảng thang tương ứng thị giác, hoặc là dùng bảng câu hỏi QMAP để đánh giá được điều đó. Thì trong hướng dẫn có đề cập rất là kỹ thang tương ứng thị giác mình dùng như thế nào và QMAP mình dùng ra sao. Thứ hai là có hút không, thì người ta nói có rồi, nhưng hút này là hút nghiện, nghiện ghê gớm lắm, thì làm sao đánh giá được? Thì phải đánh giá mức độ nghiện cai thuốc lá. Thì trong hướng dẫn cung cấp cho mình cái thang điểm Fahrenheit để mình có thể hỏi bệnh nhân và đánh giá chính xác được là ta nghiện mức độ nào, và có hướng dẫn cách sử dụng cái máy đo CO trong hơi thở ra để mà khách quan hóa cái giá trị đó để đánh giá mức độ nặng của nghiện. Trên những người nghiện thuốc lá thì người ta sẽ có rối loạn tâm thần kinh kèm theo, và điều đó sẽ làm cản trở cái tỷ lệ mà thành công của tư vấn điều trị cai nghiện thuốc lá. Trong hướng dẫn này có khuyến cáo, có cung cấp cho mình cái bộ thang điểm HAD để đánh giá cơ địa trầm cảm lo âu của người ta, để hỏi qua như vậy thì có đoán được người ta biết hay không. Vậy là cái phần thứ nhất là đánh giá quyết tâm cai thuốc lá, và thứ hai là đánh giá nghiện thuốc lá. Nó giống như tư vấn ban đầu nhưng mà ở cấp độ sâu hơn. Cái điểm khác nữa là mà phần tư vấn chuyên sâu phải cần đi sâu hơn nữa là đánh giá cái động cơ của người đó. Vì sao người ta hút thuốc lá và vì sao người ta cai thuốc lá? Tại vì nếu không đánh giá cái động cơ của một con người thì khó lòng có thể thay đổi hành vi của họ được. Thì trong cái hướng dẫn này hướng dẫn chúng ta cách đánh giá được động cơ của người hút thuốc lá và động cơ của người cai thuốc lá. Và một điểm quan trọng nữa là nó đánh giá cái quan ngại của người hút thuốc lá khi mà họ cai thuốc lá, thì bằng những phương pháp nào có thể đánh giá được chuyện đó. Ở trong cái phần tư vấn điều trị cai nghiện thuốc lá thì trong cái hướng dẫn này nó cung cấp cho chúng ta một cái cơ sở khoa học. Và chúng ta tư vấn người ta thì tư vấn dựa trên cái cơ thở khoa học nào, cơ thở thần kinh sinh lý như thế nào để có thể mà tác động chuyển đổi những giai đoạn trưởng thành của quyết tâm cai nghiện thuốc lá. Một người mà từ đang giai đoạn mà thờ ơ không có muốn mà hút thuốc lá. Rồi, từ người mà đang thờ ơ là vẫn còn đang hút thuốc lá say sưa vậy đó, không có biết gì về tác hại, không có gì hết, cho đến trở thành cái người thành công thì đâu phải là chuyện qua một đêm. Đâu phải cho cái chuyện hôm nay người ta vô bệnh viện Bạch Mai chẳng hạn, hoặc bệnh viện Nhân dân Gia đình chẳng hạn, người ta đang hút thuốc lá, gặp phó giáo sư Châu chẳng hạn vậy, tự nhiên cái ngày mai người ta cai thuốc lá, đâu có chuyện đó. Chuyện đó không bao giờ có, mà đó là cái chuyện chuyển đổi dần dần, cái sự trưởng thành dần dần, cái quyết tâm của họ theo thời gian, qua những giai đoạn tối định, giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn cai thuốc, giai đoạn củng cố, và mới đến thành công được.
thì những giai đoạn đó cái đặc điểm của nó như thế nào và tác động tư vấn ra sao để giai đoạn đó có thể chuyển đổi được. Thì trong cái hướng dẫn quốc gia này có cung cấp chúng ta những cái điều như thế để chúng ta có thể sử dụng mà có thể nói cho bệnh nhân được. Và người ta trong hướng dẫn đã chỉ ra được cái vai trò của hướng dẫn là gì, đó là nền tảng cho điều trị cai nghiện thuốc lá và dùng ở mọi giai đoạn chuyển đổi hành vi cai thuốc lá và có hiệu quả. Cái hiệu quả của nó, cái cơ sở, cơ chế giải thích của nó là nó có thể giúp trang bị cho người hút thuốc lá được cái kiến thức về tác hại thuốc lá, kiến thức về lợi ích khi cai thuốc lá và cung cấp cho cái người hút thuốc lá cái kỹ năng xử lý tình huống khi mà bị người khác mời mọc, dụ dỗ hút thuốc lá, hoặc là cái kỹ năng làm giảm nhẹ những cái khó chịu khi mà họ cai thuốc lá như thế nào. Ở trong cái tư vấn cai thuốc lá này thì chúng ta sẽ đánh giá hiệu quả như thế nào. Ở trong cái báo cáo hồi nãy mà chúng ta thấy được của chị Hải đó, nói rằng là mình đã có tới hơn 12.000 cuộc gọi đến để mà có thể cai thuốc lá, nhưng mà chỉ có là 270 người thành công. Như vậy mình thấy tỷ lệ rất là thấp, mình có vẻ buồn đúng không? Nhưng mà nếu mình nhìn vô cái cơ sở khoa học của tư vấn điều trị cai nghiện thuốc lá thì cái thành công của tư vấn cai thuốc lá không có đánh giá bởi tỷ lệ thành công cuối cùng, tức là không có đánh giá bởi cái tỷ số đằng cuối ở thành công này đâu, mà nó phải đánh giá cái sự thành công ở từng cái. Nó phải đánh giá là cái sự chuyển đổi từ cái giai đoạn này qua cái giai đoạn này, từ giai đoạn này qua cái giai đoạn kia nữa cơ. Đấy, cho nên chúng ta đánh giá một cách kỹ lưỡng chi tiết như vậy thì chúng ta sẽ có một cái nhìn rất là lạc quan về hiệu quả của tư vấn. Cho nên mình không nói sao mình khuyên mãi mà nó không cai. Nó không cai nhưng nó sắp cai được. Cho nên khi mà các bệnh nhân mà đến với tôi mà để tư vấn điều trị cai nghiện thuốc lá, khi mà họ đã trưởng thành đủ rồi, cái tỷ lệ tư vấn điều trị cai nghiện thuốc lá thành công của tôi đến 60% là rất là cao. 10 người là 6 người ca thành công. Nhưng tôi không bao giờ tự hào về con số đó. Người ta đã đến với mình là bởi vì trước đó họ đã được những đồng nghiệp của tôi đã tư vấn cho họ rồi, đã làm cho họ quyết tâm rồi, đã có những người thành viên trong gia đình đã làm cho họ thích thú, họ muốn cai thuốc lá rồi, họ đến mình chỉ là một ngọn gió đông thôi, để cho nổi lên cái ngọn lửa, để mà phá tàu của quân địch thôi, để mà họ có thể cai thuốc lá được thôi, chứ không có phải là do mình điều trị được đâu. Cho nên là chúng ta sẽ có nhìn nhận hơn về chuyện vậy. Thì trong tư vấn ban đầu thì trong hướng dẫn để đề cập ra những cái điều mà chúng ta có thể tư vấn ban đầu. Nếu như hỏi ông bà hút thuốc lá không, là một thì ông khuyên thì ông bà cai thuốc lá đi. Đánh giá thì phải ông bà có muốn cai thuốc lá không, hỗ trợ nếu muốn cai thuốc lá thì hỗ trợ cai thuốc lá cho họ, dán thuốc gì ra vân vân. Nếu chưa muốn cai thuốc lá thì hỗ trợ tăng quyết tâm, nói hãy cố lên, cố không được thì sẽ chuyển qua cái phần tư vấn chuyên sâu. Rồi trong đó là cái phần theo dõi đánh giá hiệu quả và chưa cai, ví dụ đánh giá mức độ trưởng thành. Trong phần tư vấn chuyên sâu thì chúng ta cũng có những cái hướng dẫn rất cụ thể, cũng theo đúng cái mô hình 5A đó thôi. Nhưng mà cái hỏi, cái khuyên, cái đánh giá, cái hỗ trợ, cái hỗ trợ và cái can thiệp ở trong tư vấn chuyên sâu nó có khác với tư vấn ban đầu. Thì chúng ta trong hướng dẫn này sẽ đi kỹ về phần đó, thì trong thời gian ngắn thì không nói được. Ở trong cái phần thuốc điều trị cai nghiện thuốc lá, trong cái phần chương 4 đó, thì chúng ta sẽ có là cái cơ sở khoa học của thuốc điều trị cai nghiện thuốc lá. Vậy thuốc điều trị cai nghiện thuốc lá nó có thể phát huy tác dụng qua cái cơ sở khoa học nào, qua cái cơ chế sinh bệnh học ra làm sao, thì chúng ta sẽ thấy chuyện đó. Và chúng ta sẽ có được cái cơ chế mà gây nghiện thuốc lá, cũng như là cái cơ chế mà để điều trị thoát được nghiện thuốc lá. Và trong đó, trong hướng dẫn cũng trình bày rất là kỹ cái cơ chế của nicotine thay thế. Vì sao là nicotine là chất gây ra độc, gây ra nghiện cho bệnh nhân, mà người ta lại dĩ độc, trị độc được, lại dùng chính nicotine để cai nghiện nicotine được. Thì cơ chế khoa học của nó là cái gì? Cơ chế khoa học của bupropion để mà có thể tác động làm cho người bệnh nhân không còn hội chứng cai là gì? Thì trong hướng dẫn tôi ghi rất là rõ cơ chế của varenicline là cái thuốc để có thể làm cai thuốc lá làm sao. Chúng ta có ba cái thuốc như vậy. Và trong đó, trong cái vai trò của thuốc điều trị cai nghiện thuốc lá thì nó là những cái thuốc để hỗ trợ cho người ta cai được và làm giảm được nhẹ của hội chứng cai thôi. Nhưng mà cái thuốc cai nghiện thuốc lá nó không thay thế cho vai trò của tư vấn được, và nó không có thể là dùng hết cho mọi người được, mà chỉ dùng chọn lọc cho những người mà đã ở trong cái giai đoạn sẵn sàng rồi, sẽ làm chuẩn bị và chuyển qua giai đoạn cai thì người ta mới dùng. Chứ không có ai mà ngày hôm nay đang hút thuốc lá hơi thế này, gặp mình một cái thì là dán luôn cho một miếng, dán ngày mai người ta hết cai, mình hết thuốc là không có đúng, không có ra được. Chúng ta sẽ có những cái nghiên cứu nó cho thấy cái sự phối hợp của tư vấn và thuốc thì nó làm tăng gấp đôi cái tỷ lệ thành công của tư vấn điều trị cai nghiện thuốc lá. Trong hướng dẫn này cũng đề cập rất là rõ về những cái chống chỉ định của thuốc điều trị trong những cái trường hợp cụ thể, trường hợp chống chỉ định tương đối, trường hợp chống chỉ định tuyệt đối.
trong hướng dẫn cho phép chúng ta nhìn thấy được những cái liều điều trị khởi đầu đối với cái nicotine thay thế là như thế nào, dựa trên cái test Firestorm thu gọn, ví dụ cô dựa trên hai câu hỏi thôi, là buổi sáng thức dậy thì bao nhiêu lâu thì hút điếu thuốc lá đầu tiên, và một ngày hút bao nhiêu điếu thuốc lá, thì chúng ta có thể biết được rằng điều trị khởi đầu người này không cần dùng thuốc để cai thuốc lá, hay là chỉ dùng viên nhai là được, hay là dùng miếng dán, hay là kết hợp viên dán, viên nhai, hay là miếng dán lớn, miếng dán nhỏ, viên nhai chẳng hạn. Như vậy thì chúng ta sẽ có những cái liều lượng khác nhau và đánh giá khác nhau trong cái ở trong cái điều trị viêm cột dâm. Chúng ta cũng có liều trình điều trị của nó, những cái liều khởi đầu, tăng liều ra làm sao, giảm liều trong những trường hợp nào, thì ghi rất là kỹ lưỡng trong hướng dẫn này. Và trong cái điều trị của varenicline tương tự như vậy, chúng ta cũng có cái hướng dẫn về khởi động liều 3 ngày đầu thì chỉ dùng là nửa miligram thôi, 4 ngày kế thì dùng nửa miligram nhân 2, và từ tuần thứ 2, từ tuần 12 thì dùng 1 miligram nhân 2. Chúng ta cũng có những cái tác dụng phụ và có những cái chỉ dẫn trong trường hợp tác dụng phụ như vậy chúng ta sẽ vượt qua bằng cách nào. Ví dụ như bệnh nhân kích ứng, bệnh nhân ngứa da, bệnh nhân nấc cục ha, thì chúng ta sẽ nghĩ ra làm sao. Và trong hướng dẫn này đặc biệt nó có một cái chương thứ 5, cái chương làm thế nào chúng ta có thể triển khai được cái hướng dẫn quốc gia này trên các cơ sở y tế bây giờ, hay là chỉ còn dừng lại trong cái hướng dẫn mãi mà chúng ta không làm được. Thì cái lời khuyên đầu tiên của nó là thực hiện làm bản sinh tồn 5 dấu hiệu, ví dụ là mạch nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở, bây giờ phối hợp thêm là có thêm là cái tình trạng hút thuốc lá nữa, thì chúng ta gọi cái này là bản sinh tồn 5 dấu hiệu. Đây là bản sinh tồn 5 dấu hiệu. À, và cái người đã quy trách nhiệm cho cái người điều dưỡng và gặp bệnh nhân thì người ta sẽ lấy cái này để mà lấy cái dấu hiệu và ghi lại. Và tất cả mọi bệnh nhân đến cơ sở y tế đều được làm chuyện này. Và đây là cái bước đầu tiên để nhận diện người hút thuốc lá. À, trong cái hướng dẫn thì có những cái điều khuyến cáo về việc huấn luyện và cung cấp nguồn lực để mà thực hiện cái chuyện này biến cho nó thành công. Thì huấn luyện đội ngũ thì sẽ có những cái khuyến cáo về việc đưa nội dung tư vấn và điều trị cai nghiện thuốc lá vào chương trình đào tạo nhân viên y tế trong bác sĩ y khoa cũng như điều dưỡng luôn, và sẽ tập huấn cái tư vấn ban đầu cho tất cả các nhân viên y tế tại cơ sở y tế. Thì cái điều đó trong bệnh viện Nhân dân Gia đình thì chúng tôi làm được rồi, cả 1,000+ nhân viên là phải đi học tuốt thuần thục hết về cái tư vấn ngắn, tư vấn điều trị cai nghiện thuốc lá, học cho đến khi nào hết cả bệnh viện thì thôi. Thì có lẽ thì chúng ta sẽ làm được cái phần cung cấp nguồn lực, thì chúng ta sẽ có những cái phần là chuẩn bị tài liệu về tác hại thuốc lá, rồi chúng ta sẽ đa dạng hóa các mô trình, một các loại hình tuyên truyền, chúng ta làm sẽ hướng dẫn, làm những cẩm nang thuốc lá, làm tờ rơi, làm brochure, làm affix, là video clip, và chúng ta sẽ có những cái thuốc điều trị cai nghiện thuốc lá sẽ làm cái phần này. Và cũng có những cái khuyến cáo về việc xây dựng nhóm tư vấn chuyên sâu và điều phối hoạt động của tư vấn ngắn. Có những cái lời khuyến cáo về cái cách làm thế nào để xây dựng được một nhóm nòng cốt và làm thế nào để điều phối được hoạt động tư vấn ban đầu của tuyến cơ sở. Chúng ta triển khai tư vấn ở trong tuyến cơ sở rồi, vậy làm sao chúng ta kiểm tra được cái hoạt động nó có tốt hay không? Làm sao là cái chuyện mình tư vấn như vậy nó thành công hay là không có thành công? Thì hướng dẫn này có những điều như vậy. Và nó có những cái phần khuyến cáo về cái ban hành chính sách để hỗ trợ tư vấn điều trị cai nghiện thuốc lá. Ví dụ như là xây dựng bệnh viện không khói thuốc, là tư vấn ban đầu cho mọi bệnh nhân ngoại trú, tư vấn chuyên sâu cho mọi đồng trang nội trú đang hút thuốc lá. Rồi tư vấn cai nghiện thuốc lá thì phải nằm trong danh mục các quy định kỹ thuật chuyên môn của cơ sở y tế, và thuốc hỗ trợ cai nghiện thuốc lá thì nằm trong danh mục các thuốc thiết yếu được sử dụng tại cơ sở y tế để đảm bảo được nguồn thuốc. Và cuối cùng thì nó sẽ nói về vấn đề của bảo hiểm y tế, làm thế nào để mời bảo hiểm y tế có thể tham gia vào hoạt động tư vấn điều trị cai nghiện thuốc lá này. Cái thứ nhất là cái việc mà người bác sĩ phải tư vấn cai nghiện thuốc lá sẽ là một dịch vụ y tế được bảo hiểm y tế chấp nhận chi trả. Ở bệnh viện Nhân dân Gia Định bây giờ chúng tôi thu 150.000 cho một lần tư vấn, nhưng cái đó thì chưa được bảo hiểm y tế chi trả. Nhưng mà với cái sự ra đời của hướng dẫn này, mà sau khi mà mình đã có cái công bố rồi đó, thì mình có thể là thảo luận với bảo hiểm y tế để đưa nó vô bảo hiểm y tế, và thuốc hỗ trợ điều trị cai nghiện thuốc lá cũng sẽ nằm trong danh mục của thuốc thiết yếu. Thì cái đó cũng đã nằm ở trong cái hướng dẫn quốc gia mà chúng ta có. Để cho cái việc triển khai cái này, cái hướng dẫn quốc gia này, thì chúng tôi đã chuẩn bị rất là kỹ về cái phụ lục. Có cái phụ lục dành cho nhân viên y tế, thì nó có những cái sổ tay hướng dẫn tư vấn điều trị cai nghiện thuốc lá dành cho nhân viên y tế, và có cái CD tuyển tập tất cả những cái bài huấn luyện về tư vấn điều trị cai nghiện thuốc lá như thế nào. Chúng ta có thể lấy về và chúng ta sử dụng cái đó để mà huấn luyện cho nhân viên của mình. Chúng tôi lại có chuẩn bị những cái tài liệu dành cho người bệnh nhân, có
cẩm nang và cai thuốc lá dành cho bệnh nhân, nó tuyển tập những cái câu hỏi mà người bệnh nhân thường gặp. Người ta bệnh nhân cai thuốc lá, bệnh nhân qua con đường đó, người ta hay hỏi câu gì? Vậy thì cứ đem cái quyển đó ra mà mở, ta hỏi câu A rồi mở câu A trả lời, câu B trả lời. Thì nó phát triển cái bộ câu hỏi như thế để nó đáp ứng được nhu cầu người bệnh. Và nó có một cái CD và cẩm nang những cái bài giáo dục sức khỏe cộng đồng, làm sao nâng cao nhận thức cộng đồng được. Những cái video, những cái clip thì mình có thể dùng cái đó là mình tái sử dụng lại, chứ không là bắt đầu mình xây dựng từ đầu tất cả các thứ thì rất là khó. Thì cuối cùng tôi xin cảm ơn sự chú ý theo dõi tất cả quý vị đồng nghiệp đã ngồi và lắng nghe về cái hướng dẫn này. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn cái phần trình bày của tiến sĩ Lê Khắc Bảo, và chúng tôi cũng chia sẻ